Nó có số... rút được nè. Anh nhìn đây. Em đã hái mùa anh rất lâu. Em còn để nguyên cho bạn thờ. Để anh. Trời quá tiêu. Mày, ta cho mày bay luôn đây nè. La 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 la. Hello. À không, nhầm. Annyeonghaseyo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nabi đây nè. Hôm nay mình phải đứng ở trước cửa nhà để mà mình canh ông nội shipper coi là ông tới chưa. Trời ơi, tôi đặt đồ, tôi rất là muốn nhận cái món đồ đó luôn á. Tại vì phải có mới cho anh được mấy bạn. Nhưng mà sao lâu quá không chưa tới nha. Trời ơi, cái làng gì mà đi vô gì mà ngon quê. Nhắc tiền, nhắc bạc, ta nói nó linh biết mấy. Ê, ông shipper, đây nè. Nhà này hả? Đi đâu vậy? Cho tôi hỏi cô là bé đường, cô Tây học me, xí mười học é được không? Bé đường, cô Tây học me, xí mười học é được không? Cái gì vậy ông nội? Dạ. Cô có buôn hàng nè. Buôn đó. Hàng rồi. Ê, con, từ từ kiếm hàng nha, đưa tôi 50 đô tiền chuyển hàng. Ôi, tôi hết tiền luôn rồi mấy bạn. Nhưng mà thôi, mình hả, có được cái món hàng đó thì mình muốn lấy tiền lại mấy hồi. Wow. Mà lấy sao thì coi hết clip nha mấy bạn. Nó được quá, nó lấy lửa nó được quá. Nè, lấy chục đô đúng không? Trời ơi, lấy gì lâu dữ vậy. Rồi, vô đủ nha. Đủ chưa? Vì nhây quá nên editor xin phép cắt. Tôi đi giao đồ đủ tiếp đây. Đủ rồi nha. Ủa, con, cô cho tôi hỏi có ai trong thị trấn cô tên là Thì Chi không? Thì Chi. Thì Chi là có con nào? Ừ. Tôi đi nãy giờ mà tôi không biết nó con nào bên Thì Chi hết á. Ha, đây vậy nha. Con Thì Chi là cái nhà nó màu đỏ nó ở sau lưng tôi. Cái con đó đúng không? Ừ, okay. Đúng rồi, con Thì Chi. Thì Chi ra nhà hàng. Ơi, Thà Chi nó đặt đồ nó để tên Thì Chi. Đây là thuốc biến thành Titan 100%. 100%, 100%. Xưa tươi nguyên chất 100% mỗi ngày. Dạo này á, tôi thấy là Titan kiểu đang rất là hot hiểu không? Cho nên là tôi lên mạng tôi mò mẫm liền. Và được biết được cái thuốc này rồi, cho nên là order về thử xem là nó như thế nào. Ok, bây giờ mình sẽ đợi tới tối, nhưng mà trước khi đợi tới tối thì mình phải đi qua mình ăn chút cái đó. Đói bụng quá trời quá đất luôn, hết tiền rồi, lấy tiền hả đi mua cái thuốc này rồi đâu còn tiền mà ăn nữa đâu. Được. Chị Hà. Ủa vậy? Chị chạy đang làm đồ ăn mà rồi. Thôi cho chị ăn nữa, chị hết tiền mua đồ ăn rồi. Ủa mọi lần chị thường qua nhà trên kia ăn chặt mà tự nhiên quay qua nhà em vậy. Thôi, hôm nay chị muốn qua nhà em ăn, chị không muốn qua nhà trên kia ăn nữa. Với lại là nó đi đâu mất tiêu rồi. Chém ghê chạy nè. Trời ơi, bọc tết luôn chứ, tuyệt vời. Trời, còn phá bánh quy của em nữa trời. Chị ăn. Thôi ăn đi, em lên lầu em làm chút xíu việc nha. Nè chén này em rửa hay chị rửa? Chị rửa đây. Trời ơi. Chị rửa chén đây. Mệt ghê luôn á. Mà để đi khi nào nó cảm thấy là thối quá nó tự xuống nó rửa. Để coi được không? Rồi, bình thường á là Hachi nó hay kiểu hả giấu cái gì đó ở trong nhà á, cho nên là không có lục lọi nhà em nha chị. Mà trước á. Sao mà giống như là kiểu nó đang đi guốc trong bụng tôi vậy trời. Tôi nói đi nó nghe kìa. Wow, cái này gì đây? Hình như mấy cái này là phép thuật đúng không? Chữ gì không vậy nè? Để mình đem về thử coi nó làm sao nha mấy bạn. 3 hours later. Ok mấy bạn ơi, bây giờ là chiều rồi mấy bạn. Đó, có nghĩa là mặc dù tụi nó chưa ngủ cho nên là mình mới phải đi vô phòng ngủ là để mình uống thử xem là cái này nó được cái gì nha mấy bạn. Ôi. Wow, mình biết là Titan này nè mọi người. Cái này là Titan thiết giáp phải không ta? Ừ đúng rồi. Nhưng mà sao mình thấy so với Titan thì nó nhỏ nhỉ. Nhưng mà thôi kệ đi, đồ mua trên mạng mà ta nói hình ảnh trên mạng chỉ mang tính chất minh họa thôi. Cái này là thấy thôi nói chung là cũng có thể là được Titan rồi đó. Thì mình không biết là cái thuốc này nó có tác dụng bao lâu nhỉ. Sao nó không để cái thuốc tác dụng. Tác dụng gì hết trơn vậy. Nhưng mà ủa Titan mình sao không có skill gì hết vậy, yếu xìu vậy. Trời ơi, cái này nhiều khi đúng là hẹn trên mạng luôn á. Đồ giả rồi, mình mua đồ pha ke rồi. Fucky. Giờ sao Titan mà không có skill gì thì tao yếu lắm. Mình không có phá được cái gì hết trơn á.
Nhớ rồi, hồi nãy bạn nhau mình có qua nhà của Haki, mình ăn trộm mấy cái gì đó, để mình coi mấy cái đó là cái gì vậy ta. Ok bạn ơi, mình đã đi ra cái khu bãi đất trống ở ngoài sau cái thị trấn sinh tố này rồi. Ok, để mình test xem là mấy cái này là cái gì nha. Nó làm gì nè. Hình như là kiểu hả, cái đất xung quanh mình nó sẽ xịn ta. Cái này hình như hợp với Titan nè mọi người. Là kiểu đi tới đâu là mặt đất rung chuyển tới đó đó. Rồi ok. Tiếp theo là gì đây? Lốc xoáy. Được. Cái thứ hai là gì đây? Giật cá mình nè. Cái này là nổ nè mọi người. Tuyệt vời. Ok, được. Mình thấy là cũng có skill rồi đó, nhưng mà mấy bạn thấy nó hơi sai tí đúng không? Hơi sai tí nhưng mà thôi kệ, bỏ qua đi. Titan xài phép thuật thì chỉ có ở Nabi thôi chứ không có chỗ nào khác đâu. Titan này hơi pha ke tí, nhưng mà kệ đi, mình lỡ mua ở trên mạng là lỡ tốn tiền rồi, là mình phải trôn được chứ đúng không? Để mình đi vô coi coi. Trai đẹp quá. Nó có bồ rồi mà nó còn nằm mơ trai đẹp nữa. Trời, cái nhà nó thấp quá vậy nè. Gái đẹp mình, quá. Mình phải bò luôn, cái nhà thấp quá. Trời, chị nhà chân dài quá. Chị chân dài. Ôi trời ơi, quyên con khỉ. Ủa, ai vậy? Ủa, sao cái tóc nó kỳ vậy? Ủa, chết. Quên, bà uống lô. Làm lại. Vậy, không biết gì hết. Cô, ai vậy trời? Có biết tôi là ai không? Không, tóc trắng mà. Ủa, không, anh đứng yên nha. Tôi coi xung quanh người anh, cái tôi nhìn anh tôi quen lắm. Trời, tôi bự hơn nó quá trời luôn mấy bạn. Ôi, anh là cái con ơi, cái gì, anh là Titan thiết giáp đúng không? Đúng rồi. Trời. Em đã nhận ra ta rồi sao? Đúng rồi, nhận ra rồi, giờ bớt hận lại đỡ. Để mình cu trên kia thử coi có chuyện nha, mặc dù xấu quá. Em có người yêu không? Dạ, chưa có chưa. Nói chung là chi vậy anh? Mà thấy mà tao tức quá, chưa bao giờ mà tao tức vậy á. Tao muốn có vợ. Trời, tao muốn lấy em làm vợ. Trời, nhau hỏng quá. Anh ơi, anh khạc cái cục đờm là anh nói chuyện với em được không chứ? Em nghe cái sao anh cứ bị khàn khàn sao ta? Anh đau bụng quá. Trời, cho anh vô nhà vệ sinh tí nha. Ê, con. Chờ em chút xíu. Ok. Rồi. Mà anh ơi. Trước khi vô anh đi giải quyết công chuyện đi hay gì đó đi. Em sẽ dĩ anh xuống chỗ này thẳng đây. Em định sẽ nói điều này với anh. Đi xuống đây anh ơi. Nó nói gì ta? Nhưng mà mình đang chuẩn bị đi vậy mà. Mình đâu có. Xuống được nè. Anh nhìn đây. Em đã hái mùa anh rất lâu, em còn để nguyên cái bàn thờ để anh. Trời quá tiêu. Nó hái mộ tôi mà nó để nguyên cái bàn thờ ông nội mẹ ơi. Anh ơi, hãy để ý hai cái rương này đi, anh mở nó đi. Lấy, anh lấy được không em? Cứ lấy thoải mái anh, cái tiền này em định cúng á. Cho đến khi nào nó mục thì thôi. Anh ơi, được anh lấy được cúng nhà ăn. Trời ơi, bạn ơi, tôi giàu rồi. Bên đây nữa nè, đúng rồi. Ôi ui, sức mạnh sự lợi hại của hả Titan, cho nó coi. Rồi, ok các bạn, bây giờ thì mình sẽ hả. To quá, tôi ngồi cái này tôi muốn ói luôn đó. Trời, sao nó bự dữ vậy nè trời. Em ơi, em. Dạ. Vô đây. Hả? Vô đây. Dạ. Vô đây. Vô cháy, trời ơi. Nhanh lên. Chờ em tới. Để mình kêu nó đi vô đây. Đem khóa cửa nẻo cho đàng hoàng lại, trong đây dạo này ăn trộm lắm ơi. Cảnh báo cho các bạn, cái này nó có hơi thấy gớm, hơi dơ tí, hơi thúi đó. Lấy cây ghế, ngồi đây với anh. Cái gì vậy trời? Cái gì mà ngồi cho nghe ngồi bên cạnh anh hả? Thiệt không? Anh nói thiệt không?
Thiệt à, ok, trời em chờ đợi điều này lâu lắm rồi. Trời ơi, đúng là con quỷ này nó. Nó mê con thiết giáp này dữ lắm rồi. Anh ơi, anh ở lại nhà em một đêm đi. Nhưng mà anh không có chỗ ngủ. Trời ơi, dám ba cái chỗ ngủ anh thiếu gì anh né ra. Để em ba cái giường cho nhỏ anh ta giường bự, thiệt là bự đi. Đây. A few moments later. À, trời ơi, anh lăn luôn không được nữa. Trời ơi, em nhớ ngủ kế bên anh nha. Ok anh chờ em chút xíu để em khó cửa khỏi cho quỷ nãy giờ nó nhìn ngáy. Anh đằng lâu quá vậy trời. Anh đằng lâu luôn á. Trời em bắt em đang cái đó. Ta nó ơi. Ủa chết bà. Ê tôi bắt lộn, tôi bắt lộn skill. Anh nghe giống giống đất anh ơi. Đống đất, nó đúng là sạch, nó phải. Cái gì vậy? Không có động được. Không có động được. Ai chứ ai? Không có động được. Nó đánh bom. Anh ơi, động đất anh ơi. Đó là sức mạnh của anh. À, trời ơi, em biết nè, cái này em biết nè. Cái anh giảm hai cái tay xuống đất luôn. Trời ơi, đừng không anh ơi, nó đụng mất nhà. Ôi, thôi nó đụng mất nhà anh ơi. Trời ơi, bình tĩnh anh ơi, có gì khác anh thì tiếc. Trời ơi, mấy đứa mày trời. Anh ơi, xin nữa nhà em bị lụng mất nhà, đừng xài, nữa. Rồi, em đi ngủ đi. Trời ơi, lụng hai cái tài nhà của tôi nè. Ok, cho nó chơi, đi ngủ rồi mọi người ơi. Much later. Ồ, sáng rồi, anh ơi, dậy anh ơi. Anh ơi. Ê, quay. Ôi, chết cha, anh lọt giường rồi. Em tính ám sát anh hả? Trời ơi, em lỡ đẩy anh xuống giường nhẹ thôi, dậy anh ơi. Trời ơi, em đập good, cái cửa. Good morning, em yêu. Trời ơi, giờ anh còn nói tiếng. Trời, cái này là của hôm qua của anh nè. Anh vô đi, em bao. Trời ơi. Giờ anh ngồi đi. Anh ngồi đi, em kêu upline cho anh ăn. Trời ơi, hả? Nhìn cái này hơi nhỏ với tôi á mọi người. Ê, này là người yêu mới của tôi. Người yêu mới, ốp, đồ đồ hả? Cái gì, ông muốn vậy? Hả, đây là chết gì, ông không có nó cãi lộn rồi. Cái gì, bà, cái gì mà Titan gì, cái con này con gì? Con Titan nhìn quen quen ta. Mày là thằng nào? Titan thiết giáp, con này Sita với Titan thiết giáp bị người ta. Con Titan thiết giáp to khổng lồ. Con này to được bà ăn bà con xíu à. Anh, nó nói cái gì kìa. Ây da. Dạ ơi. Mày quá mày giỡn giỡn. Mày giỡn giỡn. Mày bây giờ mày đi về chơi. Mày đi về chơi. Trời ơi trời ơi. Cái kia này quen quen. Cái kia này quen. Chết rồi ha chi chịu kia. Cái này làm gì nó xoay. Tôi sẽ cho nó khỏi cần nói gì luôn. Cái vậy em nói gì không vui. Anh đánh phá nhà nó. Kia mạnh quá. Ba góp nhà nó chết cửa kìa. Em muốn phá nhà nó đúng không? Để anh phá nhà nó chưa? Trời ơi bạn ơi, mình đã được có cơ hội phá nhà của Hachi rồi. Dạ dạ dạ. Ủa dạ, sao nó cứ đóng băng mình hoài vậy? Mày hả? Mày nè, dám đóng băng tao nè. Dạ, mình đánh nhà nó luôn em ơi. Ủa dạ. Mày nè, tao cho mày bay luôn nè. Đúng rồi, chết rồi ha. Mày hả? Mày hả? Mày dám đánh mình thì tao ấy rồi đó. Mày hả? Mày hả? Mày nè, tao cho mày lóc xoáy luôn nè. Mày dám gì? À thì ra chị đã đứng ai đứng đó. Ôi chết bà, tôi về lại bình thường rồi à. Tôi bình thường rồi. Tôi bình thường rồi. Ai chị dám lấy của em à? Trời, chị có lấy của em đâu. Trời ơi. Đâu có đâu thì chị tự làm cho chị tự làm. Tự làm. Trời ơi, mình chạy đi thôi. Trời, lát nữa tụi nó dí, tụi nó quánh mình chết luôn á. Ok các bạn. Trời ơi, mình biết của mình đến đây là hết rồi nha. Con chim cây. Đồ bé trai. Bắn nó chim cây con cây. Bà dám chia tay tôi ra cho bà chia tay luôn. Đồ chim cây mẹ trai. Đồ chim cây mẹ trai. Lại đây, ngon. Ok. Bà ngon mà lại đây. Bà ngon. Đừng có giúp đỡ các bạn. Ok, bye bye các bạn nha. Video clip của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn.